Trang trại đại được Phương Nam thì kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang đứng trước một cái ô nhốt đại được thương phẩm thuộc khuôn viên của trang trại đại được Phương Nam. Hôm nay mình muốn chia sẻ và tư vấn cho quý vị và các bạn một cái cơ sở chuyên cung cấp đại được thương phẩm cho các nhà hàng. Ở đây thì các nhà hàng đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm từ đại điểu, các món ăn từ đại điểu và thịt đại điểu, cũng như là tất cả các sản phẩm liên quan đến thịt đại điểu. Quý vị và các bạn thân mến, thì khi quý vị và các bạn đang hoạt động làm nhà hàng cung cấp thịt đại điểu, cung cấp các món ăn liên quan đến thịt đại điểu, thì quý vị và các bạn đang có một cái lỗi lo lắng, lỗi băn khoăn, đó là quý vị và các bạn không biết nhập đại điểu thương phẩm ở đâu. Với cái số lượng lớn, không biết nhập đại điểu thương phẩm ở đâu với cái giá thành hợp lý và ổn định, thì đến với trang trại đại điểu Phương Nam, quý vị và các bạn sẽ được cung cấp các dịch vụ đầy đủ như vậy. Trang trại đại điểu Phương Nam thì cung cấp rất nhiều đại điểu thương phẩm cho các nhà hàng tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Khi các nhà hàng liên hệ tới trang trại đại điểu Phương Nam thì được cung cấp các cái đại điểu thương phẩm với cái số lượng ổn định, cái giá thành hết sức hợp lý để cho quý vị và các bạn có thể là thuận lợi nhất, phù hợp nhất khi quý vị và các bạn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng liên quan đến các sản phẩm từ thịt đại điểu. Quý vị và các bạn thân mến, thì về phía trang trại đại điểu Phương Nam thì bên trang trại đại điểu Phương Nam luôn luôn cam kết là cung cấp sản phẩm đại điểu thương phẩm cho quý vị và các bạn cái số lượng là ổn định, số lượng là ổn định nhất với cái giá thành là hợp lý nhất để giúp cho quý vị và các bạn có thể là thuận lợi nhất trong quá trình kinh doanh nhà hàng của quý vị và các bạn. Còn đối với các nhà hàng đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm từ thịt đại điểu thì quý vị và các bạn hết sức là thuận lợi thôi. Quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp tới trang trại đại điểu Phương Nam với số điện thoại hotline là 0912 600 611 để được trao đổi tư vấn và cũng như là đặt hàng thôi. Khi hai bên đã trao đổi với nhau về mọi thứ thì sẽ cam kết với nhau. Bên trang trại đại điểu Phương Nam thì sẽ cam kết là cung cấp những cái sản phẩm là tốt nhất tới cho quý vị và các bạn. Còn bên về phía quý vị và các bạn thì quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm. Đến với trang trại đại điểu Phương Nam thì quý vị và các bạn sẽ được cung cấp những dịch vụ tốt nhất, sản phẩm chất lượng nhất với cái giá thành hợp lý nhất và với cái số lượng thì là không hạn chế các bạn nhé. Quý vị và các bạn không phải lo lắng về cái số lượng sản phẩm. Về cái quy mô đại điểu thương phẩm của bên mình thì rất chi là phong phú và dồi dào, đủ để cung cấp cho tất cả các quý vị và các bạn, tất cả các nhà hàng trên toàn quốc, trên lãnh thổ Việt Nam. Nên quý vị và các bạn khi đến với trang trại đại điểu Phương Nam thì quý vị và các bạn yên tâm tuyệt đối về cái chất lượng đại điểu thương phẩm, về số lượng đại điểu thương phẩm cũng như là về cái giá thành đại điểu thương phẩm cung cấp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thì hiện tại thì bên mình đã cung cấp đại điểu thương phẩm cho rất nhiều các nhà hàng ở tất cả các tỉnh thành khác nhau trong lãnh thổ miền Bắc, tất cả các tỉnh thành khu vực miền Bắc, tất cả các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung, bên mình đều đã chuyển giao đại điểu thương phẩm cho các nhà hàng. Còn đối với các cái nhà hàng thuộc trong miền Nam thì bên mình thực tế là bên mình không thể nào chuyển đại điểu sống, đại điểu thương phẩm còn sống vào trong Sài Gòn được vì cái cước rất chỉ là đắt. Với các nhà hàng ở trong Sài Gòn thì bên mình có cách làm việc như sau. Bên mình sẽ thịt đại điểu nguyên con, sau đó là bên mình sẽ đóng vào thùng và chuyển lên kho đông lạnh, để từ kho đông lạnh đó chuyển vào trong Sài Gòn cho quý vị và các bạn. Lên với các nhà hàng ở trong Sài Gòn thì quý vị và các bạn cũng yên tâm khi làm việc với trang trại đại điểu Phương Nam thì bên mình sẽ cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho quý vị và các bạn. 100% các sản phẩm bên mình chuyển ra cho quý vị và các bạn là những sản phẩm tươi sống còn nguyên, nhé các bạn nhé, tươi sống còn nguyên chứ không phải là sản phẩm đông lạnh các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì khi quý vị và các bạn đang hoạt động trong khi quý vị và các bạn đang làm nhà hàng kinh doanh các sản phẩm từ thịt đại điểu,
kinh doanh các món ăn từ thịt đại điểu, thì quý vị và các bạn khi theo dõi video này thì mình tin chắc rằng quý vị và các bạn sẽ yên tâm khi có một người bạn đồng hành lớn, một người bạn đồng hành có uy tín, một người bạn đồng hành có thương hiệu trên thị trường, hợp tác với quý vị và các bạn. Và cái quá trình mình tin chắc rằng khi hợp tác với trang trại đại điểu Phương Nam thì cái quá trình hoạt động kinh doanh nhà hàng của quý vị và các bạn sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Nếu quý vị và các bạn còn băn khoăn hay đắn đo về vấn đề gì, quý vị và các bạn cần tư vấn thêm về bất kỳ vấn đề gì, thì quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với trang trại đại điểu Phương Nam. Số điện thoại hotline là 0912 600 611, mình sẽ tư vấn, giải đáp cũng như tháo gỡ tất cả các vướng mắc của quý vị và các bạn. Kính chúc tất cả các quý vị và các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe. Kính chúc cho công việc kinh doanh của quý vị và các bạn ngày càng thành công. Và hy vọng rằng một ngày gần nhất, trang trại đại điểu Phương Nam sẽ được phục vụ nhà hàng của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn.